Hậu vệ Thái Lan chấn thương mũi trong phòng nghỉ. Hậu vệ trái Chatmongkorn Rungthanarat bị biến dạng mũi từ một tai nạn khi anh ở trong phòng khách sạn của Thái Lan tại AFF Cup 2022. Chatmongkorn ra sân tập cùng Thái Lan tối 24 tháng 12 với chiếc mặt nạ màu đen, bởi trước đó anh bị tai nạn và dập sống mũi khi ở trong phòng. Sống mũi của anh bị biến dạng và đang chờ kết quả chẩn đoán từ bác sĩ. Nếu phải phẫu thuật, anh sẽ không thể thi đấu từ 1 đến 2 tuần. Khi đó, Thái Lan sẽ chỉ còn 22 cầu thủ. Hậu vệ 20 tuổi vẫn tỏ ra quyết tâm khi tập cùng đội, trong lúc chờ quyết định của bác sĩ thứ hai 26/12. Trong lúc chờ đợi, Chatmongkorn vẫn sẽ phải đeo mặt nạ. Nếu không phải phẫu thuật, anh có thể thi đấu ở trận gặp Philippines trên sân Thammasat tối 26 tháng 12 với chiếc mặt nạ. Chatmongkorn không chơi phút nào ở trận ra quân khi Thái Lan thắng Brunei 5-0 trên sân Kuala Lumpur. Vị trí hậu vệ trái Thái Lan do Sasalak Hyprakorn đảm nhiệm, còn Thiraton Banmeithan được đôn lên đá tiền vệ trung tâm. Thiraton kiến tạo hai bàn ở trận đầu cho Tirasin Dangda và Pirodon Chamrasami lập công. Hiện 10 đội dự AFF Cup 2022 đều đã chốt đội hình 23 cầu thủ tham dự cho toàn giải. Các đội được phép thay đổi tối đa 10 cầu thủ trong giải. Nếu họ mắc COVID-19, trường hợp chấn thương như của Chatmongkorn, Thái Lan không được gọi cầu thủ khác thay thế. Chatmongkorn là cầu thủ trẻ nhất của Thái Lan tại AFF Cup 2022. Hậu vệ câu lạc bộ Chonburi mới khoác áo đội tuyển 3 trận, ít kinh nghiệm thứ hai trong đội.